Chào mọi người, cái video này dành cho những bạn trẻ dưới 40 tuổi. Okay. Trả lời một câu hỏi cực kỳ quan trọng, nó có thể thay đổi về cái tài sản của mỗi con người, cái tầng lớp của mỗi con người. Câu hỏi là tập trung hoặc đầu tư vào cái gì sẽ đem được nhiều lợi nhuận nhất cho cuộc đời của bạn? Tập trung vào cái gì mà sẽ đem lại được nhiều lợi nhuận nhất cho cuộc đời của bạn, để cho bạn có được tự do tài chính những cái gọi là những tháng, những năm tới đây. Cái bài này nó đi sâu xa hơn cái lời chia sẻ này, chứ không có bài ở đây. Cái lời chia sẻ này nó đi sâu xa hơn Bitcoin nữa. Và nó gọi là bạn muốn tự do tài chính đúng không? Bạn muốn giàu có đúng không? Những người giàu á, người ta trả giá cho cái sự giàu có của họ. Nó chứ không phải trên trời rớt xuống. Ngoại trừ mà này, giống như ba mẹ bạn gọi là giàu sẵn rồi, gia đình mình giàu sẵn rồi, gọi là từ ba mẹ rồi, cứ gọi là cung cấp cho con đúng không? Nhưng cái vấn đề nó không có chắc, ok? Bởi vì nếu mà cái đồng tiền mà bạn không làm ra, nó rất là dễ bay, bởi vì bạn không quý nó. Và mình đã va chạm rất là nhiều bạn trẻ 20 mấy 30 tuổi, ok, có tài sản lớn của ba mẹ để lại, rồi cuối cùng nó cũng bay. Bởi vì sao? Người ta không biết quý cái đồng tiền đó, người ta không có bỏ mồ hôi, nước mắt, máu vô trong đó để làm ra nó, nên người ta không quý, và cuối cùng nó có cánh nó bay à? Yeah. Thì tập trung vô cái gì? Mà tập trung vô á thì là đúng, tập trung vô một thứ thôi, đừng có tập trung vô nhiều thứ. Nhớ là cái câu đó mình nhắc nhở những bạn trẻ rất nhiều, khá là nhiều lần rồi, okay? Cả trăm lần rồi đó. Bạn không bao giờ bắt có thể bắt được hai con thỏ một lần được. Bạn chỉ chọn bắt đúng một con thỏ một lúc đó. Ok, có nghĩa là bạn phải tập trung vào đúng một thứ. Và cái một thứ đó nó gọi là phát triển bản thân. Có nghĩa là tập trung vô bản thân của bạn, là cái tập trung vô mà không có cái gì bằng hết đó. Ok, phải tập trung vào bản thân của mình. Thì có rất là nhiều bạn trẻ, bạn 20 mấy tuổi rồi, 30 tuổi rồi, mình vẫn còn hoang mang, không biết mình muốn cái gì. Mình cũng muốn hết, ok, mình muốn học Anh văn, mình muốn giỏi về toán, mình muốn làm về du lịch, vân 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 vân. Số đông những cái gọi là những ngành nghề đó thì cái con đường nó vẫn dẫn bạn tới là gọi là cơm áo gạo tiền. Ok, bạn học Anh văn cho tốt để gì? Ok, rồi cũng cuối cùng bạn cũng xin vô, ok, cái công ty này, công ty nọ, đúng không, để làm cái vấn đề gọi là bạn vẫn có ông sếp, ông chủ, bạn vẫn phải thức dậy cái ngày mà bạn không muốn thức dậy để đi làm, nhưng mà bạn cũng phải, ok. Bởi vì sao? Tới cái tuổi đó thường thường mọi người, bạn có gia đình rồi, nghe, có gia đình rồi, có nghĩa là có con, có cái, có vợ để lo, ok, có gọi là có những cái thứ mà bạn phải trang trải, đúng không? Như nếu mà bạn ở trọ hay là cái gì đó thì bạn phải có tiền nước điện, cơm nước rồi luôn tục xin không? Cái chi tiêu nghĩa là thường là số đông, nghe, 90% của những bạn trẻ ở trên toàn thế giới này, chứ không phải là Việt Nam, là bạn vô cái vòng xoay của chuột. Có nghĩa là tới lứa tuổi đó bạn học xong đại học, xong bạn gặp được cái bé này, xong bạn cưới bé này, xong bạn sinh sôi nảy nở, đúng không? Rồi sau đó bạn dính vô cái bẫy đó tới cuối cuộc đời của bạn luôn, nghĩa là đi làm công cho người khác. Có nghĩa là cơm áo gạo tiền, không bao giờ có tự do tài chính. Cái chỗ nó làm á, mà đi chỗ bà đi làm á, thì người ta trả đủ lương cho bạn để giữ bạn thôi, chứ không bao giờ trả lương mà để cho bạn trở thành những người giàu có. Thì cái xác suất rất là ít, ngoại trừ bạn rất cực kỳ giỏi, bạn làm cho những công ty nắm đầu thế giới, 1-2% con người có thể làm cái vấn đề đó thôi. Còn số đông là bạn dính cái bẫy. Mà cái bẫy là gì, để giải thích cái bẫy? Cái bẫy là đẻ con quá sớm, ok. Cái bẫy là cưới hỏi quá sớm. Cái bẫy là gọi là
và có quá nhiều thứ bạn phải chi. Ok, và nếu mà bạn không đi làm thì gọi là bạn rớt ra cái bàn chạy của chuột là bạn cứ chết không. Ok, bởi vậy cưới quá sớm nghe, yêu quá sớm, đẻ quá sớm, ok, thì nó là vậy. Rồi sau đó là bạn dính vô một cái công việc, một cái ngành nghề nào đó, mà tất cả những cái ngành nghề là chủ yếu là dẫn bạn tới con đường là cơm áo gạo tiền. Ok, kêu ông này sếp, kêu ông kia sếp, chứ nó không có dẫn dắt bạn cho tới gọi là ok làm chủ bản thân, giàu có. Ok, thì ít lắm. Biết là có những cái trường lớp ở Việt Nam này ok dạy cho bạn trở thành ông CEO này, CEO nọ, nhưng những cái thứ đó là đồ vớ vẩn nha. Mình là một chủ công ty ngàn tỷ, không ngàn tỷ mà tỷ đô la, triệu đô la, mà mình cũng không muốn làm CEO. Sau khi bạn trở thành một người đầu tư thì tất cả những ngành nghề giống như là ông CEO này, ông chủ này, ok đi làm công lấy lương, thì tất cả những cái thứ đó mình đã chảy máu rồi, nghe, mình đã trải nghiệm hết rồi. Nhưng mà không có một cái thứ gì bằng trở thành một người đầu tư. Đầu tư thì đầu tư vốn gì? Thì rõ ràng đã nói về đầu tư, phải đầu tư vô cái con người nó chạy nhanh nhất trong cái thời điểm đó nha. Nếu mà vàng cho là ví dụ, bây giờ gì vàng mà nó tăng trưởng 500% trong một năm thì rõ ràng mình lấy tiền đi đầu tư vàng. Nếu mà bất động sản nó tăng trưởng 10x trong năm này hay là 2 năm, 3 năm tới đây thì mình đem tiền của mình đi đầu tư vô bất động sản. Nhưng ngay bây giờ, đây ngay bây giờ là thời điểm gọi là điện tử, ngay điện tử thì là tiền điện tử, là cái thứ đầu tư là gọi là Bitcoin, là cái thứ mà thật nhất, những cái đồng kia vẫn có thể có lời, nhưng phải đầu tư vô đúng địa điểm. Thì số đông á, những bạn trẻ là nó rất là lạ ở Việt Nam này, và mình về trải nghiệm, mình về đây trước đây mình về đây Việt Nam này cũng đã 4-5 lần rồi, chứ không phải là một lần. Mà cái lần cuối cùng thì mình ở đây tới 4-5 năm trời, nghe, bây giờ là 5 năm trời hơn rồi. Nhưng mà những cái thời kỳ trước đây mình về á, thì có những cái bạn giống như cũng trong gia đình thôi, trẻ trong gia đình thôi, thì lúc mà mình nói chuyện với anh em dòng họ của mình á, thì nói là đang học cái gì. Học thì người ta có đứa thì nó nói học làm bếp, làm nhà bếp, học quản lý khách sạn, học về du lịch, học về cái này cái nọ, đúng không? Nhưng tất cả những cái ngành nghề đó là nghề của cu li nghe. Những ngành nghề đó là vẫn là ngành nghề gọi là cơm áo gạo tiền nghe. Những cái ngành nghề đó là vẫn còn phải đi làm thuê. Ok, cái đó không phải là cái mục tiêu của bạn. Cái mục tiêu của mỗi con người nó cũng giống nhau, nó không khác nhau gì hết. Không quan trọng bạn có bao nhiêu tuổi. Ok, cái mục tiêu của bạn không phải là đi làm trợ lý, ok, không phải là làm quản lý nhà hàng hay là làm bếp, cái đó không phải là mục tiêu. Cái đó là cái công cụ mà để bạn làm ra đồng tiền. Bạn phải tách hai cái đó nó ra, hoàn toàn khác nhau. Cái mục tiêu của bạn là có được tài chính, rồi sau đó là bạn muốn làm gì với cái thời gian của bạn. Bạn làm hôm nay bạn muốn đi du lịch bên Tây Ban Nha bạn đi, hay là đi qua châu Phi, hay là một chỗ nào đó bạn muốn đi đâu bạn đi. Ok, thì cái đó là mục tiêu, là có nghĩa là bạn có được tự do tài chính, có nghĩa là bạn muốn làm gì bạn làm. Nhưng thì mục tiêu của mọi người giống nhau. Ok, không có người nào mà không muốn có tự do tài chính hết á, không có cái người nào hết á. Ok, thì làm thì phải đặt ra câu hỏi, phải đặt hỏi như này. Cái quan trọng á là bạn phải hỏi đúng câu hỏi. Ok, nếu bạn hỏi đúng câu hỏi thì bạn sẽ có đúng sự trả lời, còn mà cái câu hỏi mà nó sai thì không bao giờ được trả lời, nó sẽ lộ lên hết á. Những cái câu như vậy mình nói á, ok, nó qua bao nhiêu năm ăn học. Ok, những cái câu như vậy á, nhiều lúc mình nói như vậy thôi, nhưng mà nếu bạn nghe nó kỹ, nó rất là thấm. Nếu bạn đặt sai câu hỏi thì bạn không bao giờ có sự trả lời đúng. Cái quan trọng là phải hỏi đúng. Ok, thì ok, tự do tài chính, đúng không? Tự do tài chính thì bây giờ là phải làm cái gì? Thì tự do tài chính thì bây giờ phải làm cái gì? Thì cái câu hỏi là làm cái gì, đúng không? Thì bây giờ mình ngồi xuống mình lấy phân tích ra. Bây giờ đầu tư vô bất động sản được không? Không. Ok, cái này là nó gần tới 10 phút rồi. Một cái video nó chỉ cho được 10 phút rồi. Thì mình sẽ làm cái tập 2 cho bạn. Ok, tập 2. Khi mình đăng cái này là mình làm cái tập 2 cho bạn. Okay. Ngay bây giờ mình lái xe về cái thành phố của mình, thì mình sẽ có rất là nhiều thời gian để chia sẻ cái chuyện của mình.
bởi vì mình đang lái xe thì cho mình